Ui lại còn Sunny Uuuu uh, oh, Sunny em ơi Sunny yeah. Phải đi Hello uh, Xin chào tất cả anh em đã đến với channel youtube của mình uh, Ngày hôm nay uh, mình sẽ lướt cái cổng uh, Dragon Thì cái cổng mình vẫn đang cày con uh, Dragon Mate Và bây giờ khoảng độ 1.000 uh, Đang 1 7 gần 1 rồi Hà Đô Đen đang là 1 6 1 gần 1 rồi Và cái con uh, Dragon nó vẫn chưa ra Thế thì uh, Ngày hôm nay mình sẽ cày cái cổng uh, Dragon với tỷ lệ uh, 3% không biết rằng là lên stream thì có, à, à lên, lên uh, video này có quay video này thì có ăn được tí uh, vía nào của anh em này may mắn ra không Còn à, uh, thực ra thì ngày hôm nay ý, cái chính là mình muốn review cho anh em cái uh, hai con tướng Đấy là con uh, SD, uh, Shadow Dragon và con Luna, để xem uh, con nào mạnh hơn uh, Thường thì mọi người hay uh, so sánh uh, Luna với cả Dragon Mate Tuy nhiên ngày hôm nay thì mình cũng rất muốn là so sánh uh, cho anh em hai cái con uh, Luna với con uh, Shadow Dragon Xem là con Shadow Dragon có thật sự là ngon không? é, à. uh, 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 uh. skin không nhỉ? mở mở skin lên cái nhỉ? mở 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 skin lên cái? quậy wow. wow. uh. bắn nước đầu thế? con à, chờ tí mình rồi, xin lỗi với anh em là vừa rồi mình chỉnh uh, âm thanh nó không hợp lý nên là hơi khó để uh, tập trung để review. thế thì uh, trước khi vào so sánh giữa con uh, dragon à uh, con con sao dragon và cái con uh, luna thì mình cũng uh, xin uh, cảm ơn bạn uh, anh ba báo. Uh, cái con Shadow dragon này của mình là hoàn toàn được uh, bạn anh ba báo tài trợ, anh em nhé. Uh, bạn ấy uh, cho mình một cái con uh, dragon mà anh em có thể thấy cái chỉ số của nó là SSS một mặt thì là một con Shadow Dragon mà không phải là mạnh nhất nhưng mà cũng thuộc hàng là tốt rồi bạn ạ. À, trừ những cái con có chết on mighty đôi ra thôi thì chứ còn này con Shadow Dragon này cũng khá mạnh rồi. Mình cũng luôn cho nó cái chết à, 25%. Mình cũng luôn cho nó cái chết là Storm Spirit à, giảm 25% tốc độ đánh ấy. Giảm 25% cú ấy. Cũng khá là ok rồi anh em ạ. Đấy, nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem uh, Shadow Dragon và Luna nhé. À, với cái số đa 1.7 này thì mình tạm thời bỏ nó đi mình sẽ nâng con uh, Luna lên. đam đang, đang là một triệu chín và bây giờ mình sẽ xây Luna vì uh, cái tính chất mà hai con tướng nó đánh có cái những uh, cái khác xa nhau về cái phạm vi đánh ấy. nên là mình cố gắng sẽ xây những cái con uh, tướng này vào những cái vị trí gọi như là ok nhất để anh em có thể xem. đi anh uh. em ạ. Bây giờ thì uh, chúng ta hãy cùng xem ạ tôi sẽ cố gắng nâng đều level hai con để số đam nó tương ứng tuy nhiên thì cái con luna này đam nó khá to con luna này của mình đam nó khá to bởi vì bản thân nó là một cái con bản thân nó là một cái con xét bản thân nó là một con xét chỉ có một con Đấy, nó level hai nó đã 47.000 bảy đam rồi con này level ba con này level ba thì nó lên tận bảy mươi con này level bốn thậm chí là level bốn rưỡi thì đam nó mới sắp xỉ với con kia 84 mươi như vậy là con này level năm thì sẽ sắp xỉ với con này level bốn anh em ạ luna em con này thì bản thân nó đã xây được một con rồi nên là khi mà chúng ta uh, roll cho nó cái ôn mighty thì nó tăng hơn 300% dam cơ. Trong khi đó con này uh, nó xây được hai con nên là khi mà chúng ta có ôn mighty thì như đâu đó chỉ khoảng nó 290% hay sao ấy, tôi không nhớ chính xác. Nhưng mà các bạn có thể tìm cái bảng là uh, so sánh cái bảng chết ôn mighty để xem xem là với những cái con mà một xây được một con ấy thì sau khi có ôn mighty nó tăng bao nhiêu. Với những con xây hai con thì ôn mighty nó sẽ tăng bao nhiêu. Đấy, ở đây thì tôi uh, uh, nói thật là so sánh nhưng mà các bạn cũng uh, phải hiểu ấy, nó chỉ mang ủa con này level 7 rồi, mới vào con này level 5 anh em ạ. Con này level 5 đã tầm 122.000 rồi. Con này mới 130 000 Khá à, là rẻ. 200.000đ. Ở level 6 con này đã 140 000 mà Cao hơn cả Shadowgum level 8. Ô, oh, level 9. Level 10. Ai à level 7 con này đã có 199 000 rồi, trong khi đó Shadowgum level 10 mới có khoảng 145 000 tương đối là ok. E, e. Mở hết hiệu ứng ra thì uh, cảm quan của mình thì có cái hiệu ứng con Shadow Dragon hoành tráng hơn, đẹp hơn. Đấy. Tất nhiên là về số lượng mà đam đánh ra thì uh, anh em cũng cũng phải biết rồi. Con Luna em Chis này nó khá là mạnh và cái nội tại của nó khá là trâu bò. Cái nội tại đâu đó giết uh, Unit thì lên không phải không năm phần trăm đam. Nên là nó càng đánh thì nó cộng càng nhiều đam anh em ạ. hai con này của tôi đều có Storm Spirit đây là... Nó ra đòn khá trâu Khá nhanh. Xin lỗi. Ở ờ, đây anh em có thể thấy nhá sao đâu Dragon sau khi đã mắc level. Thì Dam mới rơi vào khoảng 195 ngàn. Trong đó thì... Uh, Luna Emchis. Ở level 7 nó đã có tầm 199 ngàn. Đấy. ừ đây rồi đam của sao lên khoảng 10 triệu uh, 8 triệu rưỡi như vậy là Luna Emchis mặc dù xây sau nhưng mà anh cũng đã đu theo rất sát rồi uh, nói thật cái việc so sánh giữa một con support và một con Lindam thì nó không khôn ngoan một chút nào cả bản thân chúng nó không cùng hạng cân tuy nhiên nếu nói về giá trị uh, giá trị thực tế khi mà các bạn uh, sử dụng ở những cái map uh, như này map map Infinity ấy. những cái map này hai mươi thì thì nói nhưng những cái map Infinity thì tôi nói thật là uh, Luna Emchis uh, mặc dù rất mạnh nhưng bốc vào một đội hình thì thì hiệu năng của nó chưa chắc đã hơn nhiều so với Shadow Dragon đâu. Các bạn có thể biết rồi. Shadow Dragon ngoài cái việc mà nó có cái tầm đánh rất tốt. Đây, nó đánh AOE toàn phần khác hẳn với cả Luna Emchis. Luna Emchis chỉ đánh AOE từng phần thôi. Các bạn có thể nhìn thấy đây, AOE từng phần. Đấy, sau khi mà đến tầm khoảng level 9 thì nó chỉ đánh cái phạm vi nó chỉ nhỏ như này thôi. Đấy, với những cái map mà Infinity ấy, à, nó quay cao quay cao ấy, à, quái nó khỏe, nó đi vòng 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 ấy, Luna Emchis bắn tầm 500.000 máu thưa các bạn là gần như là không xi nhê gì với những cái con đấy và Luna MCs còn không có những cái nội tại như là kiểu tăng uh, cooldown, tăng tầm đánh uh, cho đồng đội như kiểu là cái con Shadow Dragon. Cho nên là với những cái map Infinity thì theo tôi thấy thì Shadow Dragon có nhiều lợi thế hơn so với cả Luna MCs. Các bạn cứ tưởng tượng một cái đội hình như thế này. Các bạn có tất cả uh, những là Gojo Almighty, hay là Songzino uh, Almighty rồi thì uh, những cái con khác uh, những con xếp khác. Đấy. Vị trí cuối cùng các bạn còn thiếu đó chính là một con tướng. Một trong hai con tướng này thì các bạn sẽ chọn con tướng nào? Tôi cá rằng là không vì cái việc mà Luna M6 có thể cày ra thì các bạn cũng sẽ chọn Shadow Dragon thôi. Đấy. Bởi vì Shadow Dragon um, bây giờ cũng có thể uh, cày ra rồi, tuy nhiên là tôi thấy cái hiệu ứng của Shadow Dragon nó đem lại rất là cho đồng đội rất là tốt. Các bạn cứ tưởng tượng rằng con uh, Maid mà nó có cái tăng tầm đánh của Shadow Dragon, nó có cái giảm cooldown của Shadow Dragon thì nó khá là ngon đấy. Chưa kể là chúng ta còn có một hàng các con set đang chờ đợi. Và nếu rằng là các bạn uh, chơi những cái quay uh, có những bạn tôi biết có đội hình ấy, full set luôn full set almighty các bạn không không mang farm tiền vào nữa cái cái việc đấy thì tôi chưa test bởi vì là nói thật là tôi cũng chưa có full set almighty bao giờ cả bây giờ tôi mới chỉ có ba con almighty trong đó thì riêng con Shadow dragon là một trong những con tướng quan trọng thì đã được bạn anh bà báo tài trợ rồi còn là uh, luna em thì hầu hết anh em đã có đây các bạn có thể nhìn thấy ở level 11 một luna em nó đã có đến 293.000 chín mươi đam một con số cực kỳ khủng khiếp nói thật là review nãy giờ nhưng mà cái hiệu ứng nó làm cho mắt tôi hoa lên Thôi, tạm thời là tôi để lại cái giảm cái hiệu ứng đi. Đây, à, anh em có thể thấy sao đâu Kể cả có những cái tăng đam của cái con uh, hay là cái hiệu ứng đây, cái hiệu ứng của chính bản thân nó giảm cooldown này, tăng tầm đánh này thì nó cũng vẫn rơi vào lanh quanh khoảng độ hơn 200 000 thôi. Trong khi đó thì cái thanh niên Lula Emchis này rất gấu anh em ạ. Tăng đam của nó đã tự tự nội tại của nó đã tăng lên 12% rồi. Uh, nội tại của nó đã tăng lên 12% đam rồi. Và tôi nhớ không nhầm còn Luna Emchis này mắc mắc đam ấy. Nếu mà không có True Spirit thì nó rơi vào khoảng độ 500.000 dam. Nếu mà có True Spirit thì nó rơi vào khoảng độ 750.000. À, cái cái chết True Spirit của cái đây này của cái kiểu của Gozo này này. Đâu nhỉ? Đây, Gozo của tôi có cái True Spirit đâu rồi. Nó lại không bay bay ra đây. Đây đây này, cái True Spirit đây. đây. Còn hai con này chỉ có Storm thôi. Rồi, à, như vậy là tôi đã nâng mắt hai con Tura Emchis và Saragom các bạn có thể nhìn thấy mắt nam của Saragom Almighty là 195 000 với đam SSS còn uh, Emchis của tôi cũng là SSA oh! Mẹ oh, 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 những cái kiểu mà quay clip này ấy, cực kỳ hên luôn Thôi thì anh em đi húp xa với mình nhá Úi trời ơi, mẹ tuyệt vời Bây giờ đang là 6 giờ 7 giờ 12 phút sáng anh em ạ à. Tôi dậy từ 6 giờ rồi nhưng mà tôi chưa biết là làm content gì Thôi, lúc này có content rồi Asian Dragon Poto à, và thưa các bạn là khi mà các bạn à, có Asian Dragon Portal thì chắc chắn anh em sẽ ra được à... ôi chết rồi nói thật là tôi rất muốn mời mấy thằng bạn của tôi vào à, để để mà cày để mà cày anh em ạ thôi xin lỗi các anh em nha à, anh sẽ lướt trước đây à, tôi bởi vì tôi đang quay clip uh, không thể mở được ở đây uh, uh, yeah, yeah, anh em ạ như vậy là tôi một phần trăm sẽ có secret ai già phê phê uh, phê lướt thôi anh em ơi lướt thôi à, bắt đầu Oh, clip này đang review Shadow Dragon mấy cả cái con Luna Emchit tự nhiên lại phải chuyển sang thành review Dragon Met. Ừ, khó thật đấy nhỉ. Bây giờ mình sẽ đổi tên thành clip thành thằng là 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 Dragon Met uh, Luna Emchit và Shadow Dragon ai mạnh hơn ai. Ờ à, đấy, đấy nhá giật tít kinh hồn luôn nhưng mà à uh, Ồ oh, thật anh em à tôi cày đến uh, 1300. Uh, oh, tôi ghét cái tôi ghét cái cái way mà nó có mấy con cầm khiên này, nó oh, thật là các bạn. Nó khỏe vô đối luôn và những cái map con cầm kia này thì tôi khuyên anh em là anh em nên cầm cái con zephyr zephyr cái này ấy. cái con mà 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 cầm cái kiếm lửa ấy nó nó khùa quái cực nhanh luôn thấy không ghét các bọn này xây hẳn xa đâu rồi bắn cho nó ghét anh em xây hẳn xa đâu rồi ông bắn bọn này hư này hư này hư này đuổi chứ sao đâu của tôi nhá wow uh, kula chuẩn bị về hai giây bây giờ này bọn này làm gì có tuổi Đấy bắn nó nó thật là à, nếu mà chọn chỉ sở hữu một trong hai con là Luna Emphys và Shadow Dragon thì chắc hẳn là tôi và các bạn đều đồng ý là chúng ta sẽ lấy Shadow Dragon đúng không ạ? Vâng, chính xác là như vậy. À, tôi sẽ lấy Shadow Dragon. Bởi vì các bạn nhìn này, à, chúng ta đã quên đi một yếu tố đó là cái số tiền. Số tiền của con Shadow Dragon này xây ra ban đầu rất rẻ, nó chỉ là 1850 thôi mà nó còn rẻ hơn cả cái con à, à, gì nhỉ? Sunginu à, của tôi là 2000. Chưa kể là các bạn nâng Shadow Dragon nó nó rẻ cực kỳ luôn, nó, nó nó rẻ như một con ship bình thường ấy mà các bạn nâng khoảng tầm level 2 thôi. Các bạn đã có khoảng 2 giây cooldown với DPS 30k. Rồi à đâu DPS 15k bởi vì hai dây cooldown mà nó thật các bạn cứ khỏe nó gần như là nó bắn liên tục gần như là nó bắn liên tục luôn nha, cho nên là anh em uh, không phải lo ép đầu đâu đây các bạn nhìn này đây. kể cả những cái con như là uh, cầm siêu hay là x hai speed thì có thể con gojo uh, con gojo requiem một của tôi đẹp không nổi nhưng mà con sao đâu tôi nói xây một con ra thôi đẹp thả cửa rồi uh! phê hey. Thế rồi, ôi, tôi phải xin lỗi mấy thằng em tôi thế nào đây? Hàng ngày tôi vẫn cày Shadow R không với chúng nó mà bây giờ tôi đã tôi tôi đã có Shadow R không rồi. May quá anh em ạ. Hình như là đêm nay là update thì phải. Uh, trước khi update thì mình đã có Shadow R không? À. U chà, u chà, ôi chà. Thế rồi, bây giờ quay ra Shadow R không rồi thì tiền ở đâu để quay ấy cho nó bây giờ? Quay tiền ở đâu để quay ôn máy cho nó bây giờ? À, chưa hết chúng ta còn phải cân nhắc giữa cái việc mà khi mà các bạn sở hữu quá nhiều con xét rồi thì con nào sẽ là cầm con True spirit đấy tuy nhiên với tôi thì tôi đã tham khảo rất nhiều các youtuber rồi và tôi nghĩ rằng là mình sẽ lấy True uh, True spirit cho con uh, dragon mate quên mất cứ sao tôi sẽ lấy True spirit cho dragon mate eh he eh, 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 eh dragon mate của tôi à, lúc tôi tôi xin lỗi, tôi nói tiếp à, lúc nãy tôi có tâm sự rằng là khi mà tôi cày đến một nghìn ba trăm đá dragon ấy đá rồng ấy thì tôi đã cảm thấy rất là nản sau đó thì tôi tôi có lên Facebook, tôi ở trong mấy cái nhóm hội nhóm anime fan ấy, thì tôi thấy có những anh em mà cày đến nghìn à, tám đá à, rồi có những anh em như, như thằng, thằng báo ấy, thằng anh ba báo ấy, nó nói với tôi là em đi 300 cổng mới thích mới ra. 300 cổng mới thích anh em ạ. Tôi đi mới khoảng độ 100 cổng thôi. Tôi đi mới khoảng trăm cổng thôi mà nó đã phải, phải đi đến 300 cổng nó mới ra không hết Tuy nhiên là à, 300 cổng của nó nhưng nó đi đâu chỉ có vài ngày thôi, còn tôi đi à, à, cái con à, Dragon Met này thì từ đầu sự kiện đến giờ rồi. Đấy, anh em có thể thấy là tôi đi rất là chăm chỉ tối nào tôi gần như tôi, tôi có thời gian tôi cũng livestream để rủ anh em đi cùng Đấy, tuy nhiên đến cái lúc mà anh có shadow anh có cổng xác thì nó lại rơi vào lúc là 7 giờ sáng này nên là rủ mọi người chơi cùng nó cũng hơi ngại à, tự nhiên lên livestream thì người ta cười thối mũi uh -huh. bọn em tôi cũng chưa dậy tôi chỉ thấy có hai người thôi nhanh nhanh chóng chóng à. xây ra để chúng ta đi còn ra rôn tướng nhỉ à, hiện tại thì level đã update lên 70 à, 80 cho nên là anh em cứ vào trận anh em cứ xây tướng ra để để ăn xp nhá mặc dù xây một con là thừa ép rồi nhưng anh em cứ xây ra những con nhiều gozo này để anh em có thể có thêm xp à, các bạn nói rằng là mắc level đang là 90 nhưng mà tôi thấy anh em bảo là cày lên 80 là nó không lên được nữa rồi chắc là phải bản update sau Lần cho cái cho nó cool đào cho nó rẻ ê, ê, ôi trời ơi đúng là có sân có công mài sắt là có ngày là thành dao mà ê, tuyệt vời em này là ngoài tuyệt vời à, có thể những có những anh em khỏe ấy. à, có hai luna ba luna em chít trong một ngày hay là có hai dragon mét ba dragon mét nói chung là anh em cứ kiên nhẫn thì cũng có thôi chỉ khi nào mà anh em quay ra cái con dragon mét on và requiem trên cùng một con đấy hai chết trên cùng một con đấy thì lúc đấy anh em có thể ăn mừng được nhá tôi nghe đâu con đấy nó bán khoảng độ à, 10 triệu là đã có người order rồi đấy 10 triệu anh em ạ nếu mà Shiny nữa thì thôi không phải tính tiền nữa anh em phá đảo game này rồi hơn cả admin rồi uh. đấy à. con lấy vẫn cái được một tí này. con sông Sung Zinu à, anh em hỏi là tôi là Sung Zinu có mạnh không? Thật ra thì chẳng biết trả lời thế nào cả bởi vì tôi đã từng có lần nói chuyện với thằng em. Nó hỏi tôi là con uh, con Berserk Cruz. Cruz Berserk à? con gì đấy cũng trong sự kiện này này. có mạnh không? Tôi bảo con ấy yếu xỉu. Tôi không được chơi. Thế là nó bảo là nhưng mà em chưa có con xét nào cả. Nó là con mạnh nhất của em không? Đấy, có cái thằng còn đánh cả Ping Dragon làm, làm 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 gì nhỉ? Làm đam chính cơ. Nó chẳng có em em chẳng có con mai thích đâu cả em có mỗi ping dragon mét vãi thật từ khi nào mà một con nửa support lại thành đam chính vậy thật là ở mình thì mình chỉ thấy cái con support khủng bố là sao dragon exclusive con này làm đam chính thì ok tuy nhiên này, nói cho anh em biết nhá đam của nó chỉ dừng lại khoảng sắp xỉ hai trăm hai trăm hai trăm ba mươi nghìn cả búp thôi đấy hai trăm ba mươi nghìn cả búp thôi tuy nhiên là nó cũng khá là khủng so với cả một con dinam như kiểu là gojo gojo của tôi mắc level lên có cả chu spirit à nhưng mà con này không phải ôm sorry anh em tí nữa thì sửa bậy lại để ăn chửi Ôi trời ơi, phê quá. Cứ nghĩ đến là mấy phút nữa là tôi có sao à. cái gì nhỉ Mấy phút nữa là tôi có dragon met rồi phê quá. Ôi trời ơi, lại, oh, oh, à, chưa Evo được. Sorry anh em, tôi có thể cày một tuần nữa thì có thể là sẽ mắc được ss. À, anh em cố cày cái ultiness lên một trăm phần trăm thì rôn à, nó đỡ tốn hơn. Hey, đang định nghỉ game thì lại quay ra à lại rơi ra dragon met. Bây giờ mình biết phải làm sao. Tùng tay đỏ biết phải làm sao bây giờ. Tôi lên livestream mấy thằng em cứ bảo tôi là anh tùng tay thối chứ không phải là anh Tùng Lộc cạch Chúng nó thì biết gì Từ nay anh Tùng đã đổi tên rồi Hãy gọi tôi là Tùng Tay Đỏ nha yeah. uh -huh. Uh, uh, Youtuber có Dragon Maid uh, muộn nhất Đấy, Ở ngày cuối cùng của bản cập nhật thì anh ấy đã hút ra Dragon Maid Khổ thân anh ấy vãi Khổ thân anh ấy vãi uh, Lên Youtube thì còn đỡ chứ Mấy thằng em ở trên stream nó cứ khổ thân anh thế Tối nào cũng thấy hi hục cày Dragon Maid Mà anh em biết rồi Cày cái cổng Portal Dragon Maid tận 25 quay Nó nó lâu vãi trưởng luôn ấy khổ lắm. tối nào cũng vào cày xong rồi livestream để cho mấy thằng em nó xỉ vả nó cười hô hố may được thằng báo nó thương nó thấy mẹ mình tôi nghèo quá nó cho con sao đâu rồi không ss này u tuyệt vời cảm ơn báo nha u uh, sai sai à, lại quên mất cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong clip này nhá cảm ơn anh em đã xem nhá u clip về view của mình càng ngày càng thảm thôi chắc sắp đen kênh rồi nhưng yên tâm còn 100 view thì mình vẫn làm nói hơi buồn cười chứ à, còn unit là còn review đây rồi xong mười hai hai ờ, đây các bạn có thể nhìn thấy đây cũng là đội hình uh, à... nóng chút nhé đây cũng là đội hình rất map của mình gần như là tất cả các map trừ infinity infinity thì mình sẽ đổi cái con blomber này ra cái con à, uh, Aegis không phẩy tám tuy nhiên từ bây giờ con Aegis không phẩy tám sẽ ra khỏi đội hình của mình và nó sẽ trở thành con dragomet anh em ạ mình cũng uh, rất mong đợi những cái con tướng mới có thêm những cái nội tại đặc biệt ví dụ như thế này này để cho nó đỡ nhàm chán này anh em cứ tưởng tượng à, nội tại con này kết hợp với nội tại con này lại ra một cái nội tại nữa trời ơi lúc đấy thì anh em ạ chúng ta phải farm, phải phải kết hợp đội hình đúng không? phải làm như thế nào để ra được cái đội hình mạnh nhất? nhưng mà vẫn phê. bây giờ có thêm chế độ PVP này. game thủ thành, chúng ta phải đẩy thêm chế độ PVP này, đẩy thêm chế độ đánh bốt vượt ải này. Uh... bốt nhiều nhiều tí vào, đánh nó khó vào, vượt ải cho nó khó, anh em mới hăng say. nói chung làm những cái thử thách khó vào, Xa. rồi thì đua tốt được tiền ông nào nhảy đua giấy tốt thì bị trừ tiền là anh em lại đua tốt như điên nhưng mà nghĩ thế thảm lắm mấy cái thằng mà nó có tiền ấy nó đi anh em mình chết mình có nông dân nên là không có tiền phải chơi vo thôi tuy nhiên thì đúng là có công bài sắt có ngày nên đau hôm nay thì mình đã bắt được con uh, dragon bet phải nói ấy, tất cả những cái lúc mà các bạn livestream này hay là các bạn live này hay là các bạn uh, quên mất các bạn livestream live uh, video này các bạn uh, quay video này đảm bảo mấy anh em nó ra những cái item trời ơi tuyệt vời tuyệt vời quá đây rồi uh, đâu rồi đâu rồi anh em ra của tôi đâu rồi đây anh em bạn là gồm wizard ui rồi c trừ b trừ b trừ Ui lại còn shiny oh uh, shiny em ơi sức shiny oh, shiny thì mà cùi vậy à, chắc phải evo lên rồi mới có anh em bạn ui shiny 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 à xem con này có shiny không đấy ui ôi sai đi đây ra không biết đi wizard rồi bây giờ ra roll cho nó cái spirit anh em nhỉ à, tôi không biết bắt đầu từ đâu cả đâu ấy roll à, thử mấy cái thôi nha anh em nhé tôi không có tiền đâu à, tôi không như thằng à, Bi đi đại thần hay mẹ mày có tuin hay là thằng thằng thằng, thằng à, gì nhỉ thằng hùng akira đâu ai thằng ấy nó khủng lắm à, tôi youtuber bé tí à, tôi không thể roll trâu bò được nó đâu à, ôi anh trai đoán không hết ra chu spirit cho em nhờ hôm nay đang xin vía anh em ở trên livestream chu spirit à, galactic spirit nói chung là trong những cái chết là mà lởm ấy thì cái galactic spirit cũng xài tạm được anh em ạ đây này à, tăng crit lên hai mươi phần trăm tăng tầm đánh lên năm phần trăm và cooldown giảm năm phần trăm chứ còn những cái ê, eh, fire spirit mấy cả những cái kiểu lai lủng này thì được cái crystal cũng được oh, À, tôi tạm thời dừng dừng ở đây anh em ạ à. tôi quay ra storm cb rồi em ơi. <laughs> tuyệt vời rồi à cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nhá hôm nay Ô, tôi có tận ba trăm mấy này đùa đùa với tùng chùa đùa với tùng chùa tôi có tận ba 300... trăm dice tiền tôi phải roll thôi không cần xích em ạ à. rồi là xong còn yếu hơn tôi chạy roll là S thì thôi dec CA trừ B Anh em hỏi có roll ra S được không á Tôi roll ra được một lần rồi Roll chay này này anh em ạ Roll chay này ra S nhá À ra ra Ừ ra S thì phải Có ông nhặt được con unit nó đã ra S luôn cơ mà <laughs> Thì là biển roll đây anh em ơi Ít phải ra A cộng Anh em mà không ra A cộng thì không nói gì cả Bởi vì ra A cộng thì anh em mới có thể evo lên S được Còn anh em ra A thì nó cũng chỉ là tương đối thôi tôi rôn đại lấy khoảng độ uh, một ít thôi khoảng 100 dice để gọi là uh, thử xem là mình có hên thôi à chứ nếu mà đến tầm khoảng 100 dice mà không rôn được gì ngon thì tôi sẽ cày cái ULTINESS này chắc chắn là phải cày anh em ạ c c c ba uh, chiếc cờ anh tùng ba cờ nghe nhạy cảm vãi <laughs> <laughs> thôi thế này thôi anh em nhá đấy nhá tôi bảo anh em mà rôn đại nó cũng ra nhé, mà. À, để nhảy mà để này để tôi cày u tines rồi tôi uh, tôi rôn nhá chứ không thì tốn 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 tiền lắm rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video clip của mình nhá chúc anh em uh, một ngày uh, vui vẻ cảm ơn anh em đã ủng hộ mình nhá uh!